Wow, tối hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi bắt cá sên nha các bạn. Wow, đây 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 đây. Wow, hay có một con này các bạn. Ồ, oh, vô. Wow, con này đang làm gì đây? Ồ, oh, nó đang cái rêu của mình nè. Tối nay đang cái rêu này. Wow. tối nay những chúng sên này quá ghê, cái rêu gẹp chúng mình rồi. Một vừa động tục đầu vô luôn các bạn. Oh, cho vỏ luôn các bạn. Lì nè, một con nha các bạn. Wow, thêm con đây nữa, con đây nữa, con đây nữa. Wow. Đi đâu mà quên hoàng đó, nghe tiếng đó, con gì bè trống đầu nó tụt đầu vô luôn bạn, rồi vỏ luôn bạn, hai con này nha, ồ đây có hai con không bạn, hai con không xin luôn, wow, quá trời đã đâu, hai con không xin bự luôn, ồ mấy con đang nghe tiếng tụt đầu vô, nghe tiếng tụt đầu vô bạn, mấy con các bạn, wow nhiều quá, hai con, đó, ồ đây đang trèo đi đâu này nó. Đụng tụt đầu vô luôn các bạn. Cho vô luôn. À, để coi thử mình đi tiếp. Một con này, hai con, ba, bốn con rồi nha các bạn. Bốn con hoa, con này con nhỏ chút xíu đây. Đó, con nhỏ chút xíu nữa. Đây. Đó, đang ăn lá cây nè các bạn. Đó. Đây này đang ăn lá cây nè. Wow. Ồ, vừa đang ăn lá cây đó các bạn. Đụng đầu. Đụng tụt đầu vô luôn các bạn. Đó. Cho vô nhỏ luôn nha. Cho đếm nha. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi kiếm những chú cá sên ham ăn buổi tối nha. Chú cá sên. À, đây chú cá sên ham ăn buổi tối đây các bạn. Đó. Con nhỏ này. Ô tụt đầu. Vừa động tụt đầu vô luôn nha các bạn. Wow, cá sên quá trời đã luôn rồi. Cho vô vỏ các bạn ơi. Ô. Một con, hai con, ba con, bốn, năm, sáu con các bạn. Đây, chỗ đây có ốc sên nhỏ xíu này nè. Đây. Wow, ốc sên gì đâu, chút xíu này bạn. Oh. À, mình thấy một con ốc sên bự nữa rồi. Vừa nghe tiếng là trốn luôn các bạn. Cho vô vỏ luôn. À, con đây. Oh, con này trừ hết cái người nó ra luôn nè các bạn, thấy chưa? Nó đang ăn cây đeo này, đó, thấy chưa? Đô, vừa động đầu tục vô luôn các bạn. Chút sên này lì quá trời lì rồi. Wow. Rất là to các bạn ơi, cho anh vỏ. Đây, qua đây, như có con sên nữa nè các bạn. Đó, thấy chưa? Đây. Oh, lòi cái đầu ra luôn các bạn. Túng vô, vừa động tục đầu. Oh, con sên này to kia các bạn. Wow, ba con tay mình luôn. Wow, sên to, ba con tay luôn bạn. Bắt đầu đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con sên luôn bạn. 9 con sên. Wow, ngày nay có con nữa nè. À, ghê quá. Đây. Con này đang ăn cây reo nè các bạn. Có thấy chưa, đang ăn cái reo này vô đúng vừa động tục đầu vô luôn các bạn. Lì đang ăn reo nè, cũng có xin ham ăn buổi tối nè các bạn. Quả con đây nữa, qua đây có một con nữa nha, qua đây có một con nữa nè. Đó, thấy chưa, quá tục đầu vô luôn các bạn, vừa động tục đầu vô luôn. Quá trời vô luôn các bạn. Bắt đầu mình sẽ đếm nha. 1 con, 2 con này, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 con các bạn. Ồ, con nào, wow, qua đây. Ồ, con này đang ăn cây này các bạn, nó thấy chưa? Ồ, nè. Ồ, thấy chưa bạn, đang ăn cây reo đó. Ồ, đang reo nè. Ồ, tụt đầu vô luôn các bạn. Bỏ vô vỏ luôn, ăn cây reo nè. Lầy quá, chú xin này lầy quá, lầy rồi. Wow, con vượt biên đi đâu đây các bạn? Đây, một con vượt biên đi đâu nè. Ồ, con này đi đâu vậy? đây thành đường đây các bạn, lì họ mới động tục đầu vô luôn các bạn. Lì đâu có gió luôn các bạn. Quả wow, bên đây có hai con thi đua đang hai con đang chạy đi đâu đây. Hai con đang thi đua nha, đi đua nè các bạn. Đó, con này mới nghe nói tục đầu vô rồi bạn, mới nghe nói tục đầu vô hết đầu luôn vô. Bây giờ mình sẽ đếm nha. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con các bạn. Còn 13 con ốc sên nữa. Bách luôn con này, bách luôn con đây. Tục đầu vô. Ồ. Bách luôn con đây là 14 con ốc sên này các bạn. Ồ, bách 14 con ốc sên luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục đi bách. Wow, con này chó, con này sao trưởng đấy, chứ mình dài ghê các bạn. Wow, quá trời đã luôn này. Ồ, thấy chưa? Ôi trời, nó vừa động tục đầu vô luôn các bạn. Lì nè, hầu cho vỏ luôn nha các bạn. 15 con xe luôn các bạn. Đây, bắt con đây luôn. Ồ, con này nữa, con này đó.
10 lên con này 10 siếc nó xin này bạn, trổ quá trời đá luôn rồi. Hòa và kỳ thế con sau nữa, con sau hôm nay nữa này bạn, nó vừa rồi con đây nèm ngứa này, sao con đây nèm ngứa đây, nó nèm ngứa cho vô gió luôn bạn. Đây chú xin hai mây bác đừng chú hấp xin hai mây rồi bạn. À, tiếp tục mình xin đi bác nhìn chú xin quả con này con to dữ rồi nè bạn, con xin to ghê rồi. Wow, u trời, to dữ vậy, trời, to bằng tay của mình luôn bạn. Con này đỉnh, con này to nhất luôn bạn. Wow, thấy bạn to quá trời to luôn. Chụp, xin đi bác. À, thêm con xin nhỏ chút xíu này. Thấy con này sao vậy? Rồi cho vô luôn. Rồi, chụp đi bác con xin bạn. Đây thêm con xin bực. Nó đang ăn cái lá cây của mình luôn bạn. Đang ăn cây khô cho gió luôn nha các bạn. Tiếp tục bắt con đây luôn. Con đây đâu đây. Sao đem ngứa luôn nè các bạn. Bị dính chưởng rồi. Bắt đầu mình sẽ đếm nha. Rồi 1 2 3 4 5 cho nhiều quá các bạn ơi. Nhiều xin quá rồi. Quá trời đã luôn rồi. Quá nhiều xin các bạn. Luôn nè bạn. Thấy chưa? Quá trời đã luôn rồi. Tập đầu vô đó. Qua đây có một sông này. Đây. 1 2 3 1. Tập đầu vô nè bạn. Thấy chưa? Đó, còn nó xin này, xin nhỏ này. Cho vô vỏ luôn nha các bạn. Bấm một con nha. Rồi tiếp tục. Qua đây có một con cua này các bạn. Nè, thấy không? Còn nó đang bò đi đâu đây? Con cua đi đâu đây trời? Đây, nó đang vừa càng này. Kìa quá con này, hung dữ quá. Quá hung dữ rồi, con này lì quá. Đi dạo hung dữ quá. Nhiều quá. Con này vừa càng kịp luôn các bạn. Này. 2 3. Kìa chưa? Quá hung dữ nè. Tiến tên này nè. Dạ. Kịp. Đúc vô chỗ kịp này thấy không bạn? Kìa quá, bắt đầu đó. Cua vừa càng to quá. Wow. Trốn. Cua lì quá, cua lì trốn. Lì quá, tính trẻ trốn nè bạn. Đi đâu cho thoát đi đâu. Mà gửi đâu, cho nó cánh kịp cả. Cho vô. Vô trùng dương ốc xin luôn nè bạn. Lì quá lì. Tiếp tục mình đi xếp đi vết như chú ốc xin. Trời đang mưa nha bạn, nó có nước trẻ này. Tiếp tục đây. Đây có một con ốc xin nữa nè. Ốc xin nó bò đâu đây nè. Nó đang đi từ đây một bò qua đây nè bạn, nó đang dưa cái đầu đi thì kiếm đồ ăn thôi. Những con ốc xin này đến kiếm đồ ăn. Bắt đầu nó mới được lì quá. 1 2 3 bụp. Nó tụt đầu vô này các bạn, nó lì. Cho vô vỏ luôn các bạn. Bấm. Cho vô vỏ cho con cua lần này luôn. Tiếp tục mình xin đi bác. Ngay đây có một con này. Nó đang bò ghế này, nó ướt luôn nè. Thấy chưa? Kì quá nó. Con này nhỏ lì. Tụt. Bắn đụng cái đầu thôi kìa. 1 2 3. Tụt vô luôn nè bạn. Cho vô vỏ luôn bạn. Lì quá những chú xe này lì quá. Tính đang rèo hết. Tính đi. 1 con, 2 con, 3 con với cua này bạn. Cua đụng cua. Tiếp tục. Trời ơi. Các bạn nè, có 2 con xe luôn nè bạn. Thấy chưa, đang bò đi nè. Con này nhỏ này, con này bự nè. Bây giờ mình sẽ bắt con này đụng vào đầu con này tiếp lì. Lì nè, tụt đầu vô rồi bạn. Cho vô vỏ luôn, lì quá nè. Đi đâu mà vội mà vàng. Bấm. Cho vô vỏ những chú cua đây luôn nha các bạn. Bắt luôn con này. Con này đang đi dạo này. Kỳ quá vô. 1 2 3. Vừa đụng vô tụt đầu vô luôn các bạn à. Đó. Nè, cái chân nó nè. Chân nó bò từ đây nè các bạn. Chắc nó bò từ bên kia bò qua. Bắt đầu lì quá. Cho vô vỏ luôn bạn. Vô tắm. Phía này có chuồng bò nè các bạn. Bán bò luôn. Bập. Bò. Tiếp tục mình sẽ đi bắt ốc sên nha các bạn. Lại một con nữa nè các bạn. Lại một con đang bò nữa nè. Ghê chưa? Bò ghê chưa? Chút sên này. Quá trời sên. Bây giờ mình sẽ đụng cái đầu nó cho tụt vô luôn nha. Đụng đầu nó vô. 1 2 3. Tụt vô rồi này bạn. Lì ghê các bạn. Mấy con này lì ghê. Lì ghê đụng không tụt luôn. Đụng ở đây luôn.
Đó, bắt đầu cho vô vỏ luôn nha các bạn. Wow, vỏ. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 con này đang bò cua. Cua, con cua nữa. Wow, vô đây con có sen đang bò này các bạn. Nó vừa, nó quá. Con này đẹp quá. Ồ, cho vô vỏ này. Đi đâu mà vui mà bạn, đi đâu mà vui mà bạn. Lấy cho vô vỏ luôn nha các bạn. 1 2 3 bấm. Rồi, con cua. Bắt đầu đếm 1 2 3 4 5 6 7 bẻ. Bẻ con này nha các bạn. Tiếp tục. Trời ơi, đây các bạn nó khi luôn quá. Ô nè nè. Ồ 1 2 3 4. Bắt đầu mình sẽ bắt thằng con nha. Mày quá lên nè. Đi đâu đây? 1 2 3 động. U tiếp tục cái đầu vô này bạn. Lì. Cho vô vỏ luôn nha. À, xem bao nhiêu con đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 con bạn. Trời ơi, với con cua nữa nè. Rồi tiếp tục. Đây cho bé. Bây giờ mình sẽ đi bắt con ốc sên bự đây. Ô trời ơi, đang dưa sừng. Tâm. Tục đầu vô nè bạn. Tục đầu vô. Wow, con này to. Wow, sên bự ghê quá. Ô. Quá trời bự rồi. Cho vô gió luôn. Wow, nhiều quá. Ô, bắt luôn con mấy nhân này các bạn. Wow, đây 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 đây, đây trốn đi đâu. Đây, tính đi đâu đây? Tính đi đâu đây? Đi đâu mà vui vàng chỗ. Ừ, cho vô vỏ luôn nha các bạn. Bấm. Tiếp tục đếm mà đếm đếm nha. Một con cua này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 con. 11 con bạn. Đây tính là 10 con ốc với một cua. Tiếp tục. Đại quyên bài đi. Con này đi đâu đây? Nè. Ồ. Đi đâu mà vui vàng. Ồ, cho vô vỏ luôn nha. Ừ. Bấm trò nhiều quá ốc sên rồi bạn. Ồ con này trò bằng to ghê à. Wow ốc sên bự dữ trời. Quá trời to luôn. Wow. Tụt đầu vô luôn nè bạn. Con này to quá. Wow bự bằng tay luôn. Ồ to quá trời to luôn. Trò vô vỏ luôn nha các bạn. Wow ốc sên này bự. Thì quá trời con đang nữa nè bạn. Wow. Đang đi đâu đây con này nhỏ này. Đi dạo đâu đây. Tục đầu vô. Tục đầu vô bạn. Lì. Cho vô luôn. Wow, con này đang bò ra nè bạn. Tính thương cua hùng. Cua hùng dữ quá. Cua hùng dữ quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 con. Còn 13 con ốc sên. Chứ một con cua nữa bạn. À, con này đánh vượt rào nè bạn. Con đi vượt rào nè. Hai con luôn. Cho vô vỏ luôn nha bạn. Lì quá. Lì vô nè. Bắt đầu. Cho vô vỏ luôn bạn. Lì nè, dấu xin lì quá lì đây. Con này quá lì rồi. Tiếp tục con đây. Wow, con này tính bò vượt cái rào đây, tính vượt cái rào. Cho vô chỗ cái đầu dài ghê bạn. Đầu dài nè. Vô sang luôn. Bắt được con. Cho vô vỏ luôn bạn. À, con ốc sên nhỏ đây đang tính vượt đây nè. Cua nó cua lì lắm. Cua động vô là dơ càng này lì cạp kém luôn. Ghê quá. Con cua đây nè. Nó thế mà nó muốn bò ra. Bách mấy ông kịp rồi. Ghê quá. Cua này lì quá. Wow nè các bạn. Wow cua càng to quá là to luôn. Ghê quá. Cho kịp bò. Kịp tính bò cho quá. Đây. Bò lì. Rồi lì. Bò lì. Bò lì. Kịp cái bò. Bò lì nè. Bò. Lì quá. Thao bỏ vô đi. Không chạy con bò nữa. Bò. Nó kịp bò. À nè bạn. Con này chạy đâu nè. Ốc sên này chạy đâu nè. Bum bum. Tính chạy đi đâu hả. Cho vô luôn. Ok. Cho vô vỏ luôn bạn. Ồ bò lì. Cho bò đầu con bò. Ồ. Ốc sên bò đầu con bò luôn các bạn. Hey. Lì quá. Lì quá. Ốc sên này lì quá. Ốc sên này lì bò đầu cũng bò luôn. Trời quá, trời quá, ghê quá, ghê quá. Bắt đầu luôn. Bắt ra đâu nè. Bò. Ốc sên này. Trời không. Cho vô gió luôn bạn. Vô đầu cũng bò luôn. Wow, tiếp tục mình sẽ ra đây bắt những chú ốc sên. Wow, đây đây. Con ốc sên này đang bò đâu đây. Con này nhỏ đang ăn reo này bạn. Đang ăn cái reo. Con này đang đói bụng nè. Bắt đầu tiếp tục. Đang ăn reo nè. Tục đầu vô rồi bạn. Wow, cho vô vỏ luôn nha. Lại nữa, thêm một con bò đi đâu nữa nè. Con đây đang bò đâu nè bạn. Bắt đầu không được. Thì quá. Lì gì nè.
Ủa, tục đầu vô nè các bạn thấy chưa? Cho anh tém luôn, rồi tém xuống nước luôn, ho tém xuống nước luôn, rồi rửa 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 rửa, anh bơi đâu, wow, bắt đầu luôn, cho vô, đúng rồi, wow, quá bên này quá trời chơi luôn bà. Rồi tiếp tục mình sẽ để bắt con cua này, ô, con cua, wow, đây đây đây, con cua mắc trên nữa, con trên nữa bạn, ô, đây con trên nữa, đây con trên, con trên lấy quá, đây 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 đang anh reo này. Nó đang cái đều đang ăn một bị mình bắt rồi. Con này lì quá, cho vô luôn ha. Vô quá, wow, một con cua đang bò. Cua đang bò đi đâu đây? Tính trốn nè, tính trốn, anh trốn đi đâu đây? Wow, con cua nè, đi đâu con cua? Con cua đây. Thằng lấy gì bắt không được. Đi quá. Con này tính trốn đi đâu đây? Mình sẽ bây giờ mình sẽ lấy cây mình sẽ bắt đầu. Đây 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 đây. Đây. Đây 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 đây. Wow, đây kịp đây, kịp đây. Wow, kịp rồi bạn. Cho vô, cho vô, cho vô. Rớt. Không cần dùng te bắt được luôn ở đây luôn. Phải có con sen nhỏ chút xíu đây nữa. Đây, con sen nhỏ nhỏ nhỏ. Cho vô luôn bạn. Đây. Đây kịp nó đây. Đó, con cua lì quá, cua lì quá. À, ngoài đây có hai con sen luôn. À, con sen này nữa nè. Wow, quá trời nhiều luôn. Tính trộn. Trốn cho vô vỏ luôn các bạn, nhiều xịn quá trời. Wow. Wow, con này đang ăn cái reo này. Tục đầu vô nè. Wow. Ăn cái reo à, tính ăn cái reo của mình này mà trốn vô vỏ luôn. Wow, nhiều xịn quá rồi các bạn. Tiếp tục mình sẽ đi kiếm những con ốc xịn lì. Wow, ngay đây có hai con. Ở đây có hai con ốc xịn luôn. Một con, hai con nhỏ một bự. Con nhỏ nè. Wow, đây bò đâu đây? Trốn vô luôn các bạn à. Hai con xin rồi tiếp tục, tiếp tục bắt con qua đây, con đây, con đây bon bòn này. Tiệt đầu, một hai ba, tụt đầu, tụt đầu vô treo các bạn, tụt đầu vô treo bắt luôn. Ồ, nó đang ăn cái reo, con này đói bụng lúc nào. Ồ, đói bụng hơn 3 ngày mà còn đi kiếm ăn nữa các bạn, cho vô vỏ luôn các bạn. Quá là đã luôn rồi, nhiều xin quá. Ngày này có hai con luôn. Quả hai con trên luôn, một con này, hai con này, hai con đang làm gì đó, tính đang đi đua này các bạn, đang đi đua à. Ồ, ừ, đang ăn cái reo này. Quả đang ăn cái reo này. Nó thấy chưa, ăn cái reo, đói bụng, đói bụng. Cho tụt đầu vô luôn bạn. Thôi vô vỏ luôn bạn, lì quá nè nè, đói bụng đi kiếm ăn các bạn. Ồ, còn đây nữa, còn đây nữa, còn đây nữa, ăn reo nè. Nó đang ăn cái reo bạn. Quả tụt đầu vô luôn. Ồ, đầu. Rồi tiếp tục mình sẽ đi bắt những chú xin nữa nha. Thì nó có nhiều quá. À, tiếp tục tiếp tục thêm một chú cua đi lạc các bạn. Ồ, oh, wow, chú cua đi lạc này. À, tính đi đâu rồi, chú cua lì quá. Ồ, oh, cua đi lạc, ồ, oh, đang trốn ở đây mà. Cua lì quá, ghê quá. Sợ kịp tay quá. Ừ, có kịp cái reo. Đây, wow. Kịp cái reo, cho kịp cục đá luôn mà. Ừ, kịp đá, wow. Kịp đá dỡ nó lên luôn. Này nó đang kịp cá này, dỡ nó lên luôn. Ồ, con cua này là ghê thật. Ồ, rớt nó rồi. Lùi lì quá. Ồ, lì quá. Ồ, lì quá, lì quá. Ồ, kịp cục đá luôn. Ai ồ, kịp cục đá lên cao luôn các bạn. Thả ra, thả ra, thả ra. Ồ, con này mà đưa vô te nó kịp. Hư te luôn rồi mà. Ghê quá, con này. Ồ, hai càng nó kịp. Ồ, rớt đầu luôn. Ừ, lì, lì quá. Ồ, cục to. Ồ, vô. Wow. Cua lì quá, lì quá. À, tiếp tục con ốc sên đây bạn. Wow, con ốc sên này dưa đập cao dưới đài này. Con này này. Nó đang kiếm ăn gì đây các bạn. Đưa tay vô ăn cái gì không. Con này nó ăn cái, ăn luôn cái rẹt, ăn luôn cái tay của mình luôn. Wow, sợ quá. Này, ăn luôn cái tay đi. Quá, con này ăn luôn cái tay rồi. Đói bụng không rồi bạn. À, đụng không tụt vô này. Kì quá. À, bé con bự, bé con bự này bạn. Thì đi đâu mà buổi ngoài ăn không ạ. À, con này tính ăn này bạn. Ô, cho nó ăn con bự luôn. Đó, thấy chưa? Kì quá, con này bỏ đó bạn. Đói bụng không này này bạn, con bắp xin này đói bụng. Ủa, bé con này. Có một con xin các bạn. À. Ồ, xin con này to. Tối nay nó đi kiếm ăn này các bạn. Đó, thấy gần cục gỡ nó tụt vô rồi. Con này khá nhẹ luôn nha các bạn. Đó, 1 2 3. Đó. Nó vừa động tục vô rồi. Rồi, các bạn bỏ vỏ bạn. Rồi, cho vô vỏ. Bấm một con nha các bạn.
rồi thì đẹp. Oh, thêm một con nằm trên đường bê tông này nữa bạn. Đó, con này sau này nó im ru luôn bạn à. Bỏ nó bò đi còn nước luôn bạn, hai con nha. Rồi tiếp tục. Con này thì dưa cái đầu ra dài luôn nè các bạn. Đó thấy chưa, đó hai sừng nó dài kia chưa. Người đầu mới tụt vô luôn rồi. Cho gió luôn lì đầu đi ăn đêm nè các bạn. Đây đây, một con ăn đây, một con đây. Đó, con này đang ăn cây reo này. Đó, nếu mà không bắt qua một đêm này ăn hết cây reo luôn nha các bạn. Đó, đập đầu và tiệt đầu vô luôn. Đó, cho vô gió luôn nha các bạn. Đó, chân ăn đây có một con nữa nha các bạn. Đó đó đó. Gần đây có một con luôn, hai con gần nha luôn nè. Đó. Đang bò ăn đất các bạn. Đó, đụng tụt đầu vô các bạn. Đó, cho vô gió luôn. Đó, bỏ vô. Bụm. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5 con rồi bạn. Con thứ xé này. Con thứ xé. Cái đầu cái sừng nó dài ghê chứ bạn. Đó, thấy chưa. Sừng quá là dài luôn. Trốn đi đâu được. Trốn đi đâu được. Rồi, cho tụt đầu vô luôn rồi các bạn. Lì nè. Cho vô luôn các bạn ơi. Đó. 2, 4, xé con rồi các bạn. Rồi, tiếp tục mình sẽ dẫn. Ở đây nè, dưới bánh xi luôn. Đó, thô râu nó dài ghê chứ. Đó, quá trời đã luôn rồi. Tụt đầu vô luôn rồi. Quá gì rồi, tụt đầu vô luôn rồi các bạn. Đó, cho vô luôn các bạn. Đó, ngay đây. Ngay chỗ chậu đây. Ngay chỗ chậu đây có một con mà. Nó tính vô đây ăn cái rèo. Đó, vừa động tụt đầu vô luôn các bạn. Đó, cho vô luôn các bạn. Nhiều xin quá rồi. 2, 4, xé 8 con rồi các bạn. 8 con rồi. Tiếp tục mình sẽ đi bắt. Con này nó ăn hết cái lá mướp của mình rồi. Thấy chưa? Nó ăn mất nửa lá rồi nè bạn. Không ra kịp là sáng này mai là ăn tủi đá luôn các bạn. Ghê quá trời ghê luôn. Tụt đầu vô luôn nè, lì nè, cái đầu ăn lá nè. Cho vô gió luôn các bạn. Rồi vô 2, 4, xé 8, 9 con rồi bạn. Bắt con nữa cho đủ 10 luôn nha bạn. Ủa, xin vừa có con ôn em nè bạn, vừa đụng này, đụng lên nó phòng lên bạn kia chưa, nó không giữ kia chưa, nó nhỏ đụng phòng lên luôn, trốn kia rồi bạn, đi luôn.